Ivan Dagmono và Zunfiadi là những người đang đứng trước bóng. Zunfiadi pha dứt điểm đã không thắng được Văn Toản. Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu đã đến với Indonesia. Tư thế đứng của mình thì có lẽ Kèo Sokven sẽ thực hiện cú đá thẳng về phía khung thành của U22 Việt Nam. Kèo Sokven và bắt bóng chắc chắn của Văn Toản. Cú đá cũng không đủ lực và cũng không hiểm hóc. Lời truyền rất thoáng. Thanh Thịnh. Thêm một đôi chuyền. Bóng đã chạm tay của Thanh Thịnh rất rõ ràng. Và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm penalty. Một tình huống rất rõ ràng. Và trọng tài chính cũng đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm penalty. Và đây là cơ hội để cho U22 Campuchia tìm được bàn thắng đầu tiên. Và có lẽ cũng là bàn thắng danh dự trong trận bán kết này. Kèo Sokven và Nguyễn Văn Toản. Tuyệt vời! Như vậy là bàn thắng danh dự cũng không có cho Campuchia. Một tình huống bắt bài và đổ người chính xác của thủ môn 20 tuổi Nguyễn Văn Toản. Một chiếc bóng đang là đội trưởng Ivan Fandiamat, con trai của huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Singapore. Đó là Fandiamat. Ivan rất nguy hiểm. Cú đá tầm thấp của Ivan và thủ môn Văn Toản đã phải mất đến 2 nhịp mới ôm gọn bóng. Các cầu thủ U22 Singapore vẫn đang chơi rất quyết tâm. Một tình huống khá giống với bàn thua vừa qua mà Bùi Tiến Dũng đã phải nhận trong trận đấu gặp U22 Indonesia. Nhưng lần này thì Văn Toản đã chơi rất an toàn. Nếu xét về hình thể thì Văn Toản nhỉnh hơn đôi chút so với Bùi Tiến Dũng. Văn Toản có chiều cao khá ấn tượng là 1m85. Đó cũng có thể là lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Văn Toản trong trận đấu này để khắc chế lối chơi bóng bổng của các cầu thủ U22 Singapore. Và một pha ra vào rất chắc chắn của Văn Toản. Và phát xuống của Sufanat. Rất tốt. Trận đấu vẫn tiếp tục và cũng không có gì khó khăn cho thủ môn Văn Toản. Trọng Hoàng vì tiền đạo Tiến Linh và Hà Đức Chinh vẫn đang hoạt động rất rộng. Tiến Linh đã quyết định đột phá tình huống vừa qua. Buộc phải bằng ra rất xa của thủ môn Văn Toản. Lưới chơi hiện tại của U22 Indonesia. Egi không vào. Vẫn không vào. Một tình huống phòng ngự tuyệt vời của các cầu thủ U22 Việt Nam. Một pha phá bẫy việt vị hiếm hoi mà các cầu thủ U22 Indonesia có được. Đã có một sự thay đổi vị trí. Không có tuyến 2 ở tình huống này. Cơ hội phản công cho U22 Thái Lan. Supanat. Cú sút không vào. Rất đơn giản do Văn Toản. Lần thứ 2
này thủ môn Văn Toản buộc phải lao ra khỏi vòng 16m50. Và đó đều là những tình huống xử lý chắc chắn của thủ môn này. Tình huống bắt bóng chính xác của Nguyễn Văn Toản. Vừa rồi đã có tình huống việt vị của số 9 là Ihsan Fandiamas. Ngày hôm nay thì U22 Singapore đang thi đấu với đội hình là 5-4-1. Mát đã có rất nhiều cơ hội có thể ghi bàn, nhưng họ lại bỏ lỡ rất đáng tiếc. Và bắt bóng chính xác của Văn Toản. Tại SEA Games lần này thì Văn Toản cũng đã phải nhận một bàn thua. Cú đá thẳng. Anh cao 1m85 và đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hải Phòng. Đường truyền dành cho số 10 Harris. Hiện tại thì các cầu thủ U22 Singapore vẫn đang chơi với sơ đồ là Phan Đình Thắng, Rodrigo, Văn Trạng, nguy hiểm, đối mặt, không vào. Một lần nữa Văn Toản lại xuất tướng rất hay. Khả năng ra vào là một trong những điểm mạnh của thủ môn câu bộ Hải Phòng. Văn Toản trẻ nhưng chơi rất tự tin và khả năng đọc tình huống, làm chủ không gian trong khu vực 16m50 là rất tốt. Ở vòng đấu đầu tiên thì Văn Toản cũng đã từng cứu thua cho Hải Phòng trong pha đối mặt với Lê Văn Thắng. Còn đây là một tình huống mà Văn Trạng đã vượt qua ranh giới việt vị để đối mặt với Văn Toản. Hiếu Dũng, nguy hiểm, không vào. Văn Toản đã cứu thua ngay trên vạch vôi. Và người vừa tung ra pha dứt điểm là Hoàng Vũ Samson. Cơ hội đầu tiên của trận đấu này và nó thuộc về đội chủ nhà. Một tình huống phạt góc, các cầu thủ Hải Phòng đã kèm người không tốt. Samson di chuyển thông minh, bật cao và gõ đầu tương đối chính xác. Rất may là Văn Toản cùng với Mạnh Hùng đã cùng nhau cản phá thành công pha bóng này. Chúng ta hãy cùng xem lại. Hoàng Vi Sai đã tranh chấp không tốt với Samson. Paulo. Khoảng trống dành cho Rodrigo. Rodrigo không vào. Lần thứ hai Văn Toản giành chiến thắng trong những tình huống 1-1 với các tiền đạo của Quảng Nam. Vừa rồi là một cơ hội vô cùng thuận lợi của Rodrigo. Nhưng một lần nữa Văn Toản lại xuất hiện rất đúng lúc và hạn chế tối đa góc sút của tiền đạo đối phương. Và những phút đã qua, anh cũng đã nhiều lần cứu thua cho Hải Phòng. Chúng ta hãy cùng xem lại vào bóng này. Đồng đội đã đặt Rodrigo vào tư thế vô cùng thuận lợi, cứu thua thành công. Chúng ta hãy cùng xem lại vào bóng này. Mọi thứ rất thuận lợi, nhưng có vẻ như chạm đầu tiên của Rodrigo đã không tốt. Martin Lò gặp khó khăn. Nguy hiểm, Lê Văn Thắng không vào. Nhưng bây giờ vẫn không vào. Không hiểu tại sao bóng không thể đi được vào lưới của câu bộ Hải Phòng từ tình huống dứt điểm của Lê Văn Thắng và tình huống đá bồi của Samson. Không hiểu điều gì đã xảy ra. Chúng ta hãy cùng xem lại vào bóng này. Đường chuyền thông minh của Tanda cho Lê Văn Thắng. Lê Văn Thắng sửa bóng, bóng bật cột, cắt ngang khung thành. Samson băng vào đá bồi nhưng Lê Văn Toản cũng đã lùi về rất nhanh để khép được góc sút. Có vẻ như bóng cũng đã khẽ chạm tay Văn Toản trong pha bóng này. Văn Toản đã xuất sắc khi mà hai lần liên tiếp cứu nguy cho Hải Phòng. Một pha tấn công rất nhịp nhàng của cầu thủ Hải Phòng. Còn đây là câu trả lời của Quảng Nam. Văn Toản đã kịp đọc tình huống và băng ra chính xác. Trận đấu đã trở nên vùng tốc độ cao hơn và bóng đi thẳng vào cầu môn. Bóng treo của Đinh Thanh Trung hơi mạnh và nó thành một tình huống dứt điểm đi thẳng về phía cầu môn của Văn Toản. Trong tình huống này thì thủ môn 21 tuổi của Hải Phòng cũng đã chơi rất tập trung. Rodrigo rất nhanh và khống chế và xoay người điển hình của một trung phong. Nhưng trong những khoảng thời gian
Đình Viết Tố, Quảng Nam vẫn đang rất hiệu quả với những tình huống tấn công biên.